Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Nhật ký luyện rồng. Cái gì vậy? Trời ơi, ông làm tôi đụng vào cái xương rồng rồi nè. Bà tự đi, bà bước vô, bà kêu tôi làm bà đụng vô cái xương rồng tào lao. Bà tự bà bước rồi tung vô cái bà đã thừa tôi rồi. Con gái lứa chơi đã thừa. Con gái lứa hả? Thì anh em ơi, thì mình sẽ thông báo anh em á là trong tập trước á, bọn mình đã khám phá và đã tìm ra được một cái này ta gọi là gì ta, một cái kim tự tháp anh em ơi. Đó, kim tự tháp. Thì bây giờ bọn mình sẽ vào trong cái kim tự tháp này nè, để xem coi trong cái kim tự tháp này nó có gì nha anh em. Đó, thì mình đang nghi ngờ trong đây nó phải có cái gì đó rất là quý giá luôn nè, tại cái kim tự tháp này nó khá là bự luôn. Bự ơi là bự luôn ha. Hả? Có vàng trong á. Có vàng á. Ừ, tôi cũng coi trên tivi á, tôi thấy người ta kêu người ta vô trong. Ừ, người ta vô kim tự tháp á là người ta kiếm được kho báu nè, vàng bạc đá quý nè, kiểu luôn. Ok. Bây giờ để leo được trên nóc của nó thì chắc là mình sẽ cưỡi con rồng cho nó bay lên rồi sao mày? Đi. Ừ. Đây. Mấy con này không biết bay. Nó biết bò không à? Nó biết nhảy mà nó gì? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đầu chúng ta lên thử lên trên cao nha anh em. Ok. Mình nghĩ cái này cũng khá là cao đây. Đồng ơi, chuẩn bị cố gắng nhảy thật là cao cho con. Ok. Anh em đã chuẩn bị chưa? Tham ơi, nhìn tôi nhảy xong nhảy theo nha. Ok. Thôi bà đứng đây đi, bà chờ tôi nhảy trước cho. Ok chuẩn bị nha. 1 2 3. Trời ơi, coi kìa. Wow! Trời, cao quá. Ôi. Ai? Ôi, tội nghiệp con rồng của tôi. Tội nghiệp con rồng của tôi. Ok được rồi. Tới lượt bà đó, bà bay lên đi. Yeah! À, không tới được, không tới được. À! Trời ơi. Trời. Nhảy gì kỳ quá. Bay được vậy? Hả? Từ tôi nhảy lên đây được rồi. Ok rồi, tôi bước xuống. Rồi đây, tới lượt cái bà nhảy lên đi. Cố lên, cố lên. Cách mạnh không? Bà bấm W, bà chạy sao bà nhảy chứ bà nhảy kiểu đó sao được. À. Cái gì vậy trời? Sao bà nhảy cao thì là cao, cuối cùng bà lên được có một bậc à. Thôi bà nhảy lên từng bậc luôn đi. Trời ơi trời. Ờ, vậy đi. Thôi bà nhảy. Ây da. Thôi con nghiệp con rồng anh em ơi, tao đập mặt mấy chục lần luôn. Ok qua đây. Rồi. Bà có kiếm có đồ chưa? Tèn tèn. Có giáp kim cương rồi đúng không? Ừ. Ok, thì ở đây nè, tôi còn có thêm một ít thuốc để đưa cho bà, thuốc cái là bánh mì nè. Cái bánh mì này chúng ta ăn có thể dùng để hồi máu được nè. Nhìn máu của tôi nè. Đó, hồi 100 máu luôn nè. Đó, còn cái thuốc này á, khi mà bà uống cái thuốc này vào nè là bà sẽ có được sức mạnh của lửa. Đó, ghê không? Ui. Ừ. Cái thuốc này nè, trong mấy ngày nay á tôi sống ở đây nè, bà không có vào game. Có mỗi một mình tôi vào game mà, cho nên tôi kiếm cái thuốc này tôi chế tạo được á. Đó. Ok, bây giờ bà đã sẵn sàng vào trong cái kim tự tháp này chưa? Yeah. Ok khoan, bây giờ để tôi xem có đường vô không cái đã. Ok. À đây có cái lỗ nè. Hứng dễ sợ luôn, trời ơi. Xám. Ủa bên dưới có quá trời quá giật luôn kìa. Trời ơi, ông xuống trước đi. Ê ê ê. Sao bà đẩy tôi vậy? Ê Sam, xuống đây phụ tôi. Mày quá giật. Trời, mấy con này đông quá vậy. Mày quá giật. Quái vật hả? Này chém nè. Chém nè. Để mày. Quái vật hả mày? Đó. Quái vật hả mày? Trời ơi. Có mấy con nhỏ xíu này. Mấy con nhỏ xíu này có làm gì được bọn mình đâu, đúng không Sam? Đúng không? Ok, ở dưới đây. Đúng rồi. Ôi, hình như ở dưới đây. Ở dưới đây cũng có thêm một con quái vật nữa nè Sam. Ok, từ đi tôi xuống trước cho. Ui. Ui, con quái vật này bự quá à. Ui. Sao vậy? Ôi, xin đây phụ tôi. Cái gì vậy? Trời ơi, nhiều vậy. Quái vật. Tôi hết thuốc rồi, tôi uống vô uống. Ok. Mày á, quái vật. Ôi, trời, hết máu. Mà nhớ để ý máu của bà nha, coi chừng bà hết máu á. Trời ơi, máu tôi nhiều lắm luôn á. Ok. Sao nó đuổi theo vậy? Hình như mấy con này nó mấy con này hình như là nó không tào lao á, hình như là mấy con này nó bị BBD á, thích trai đẹp, nó dí theo tôi hoài luôn. Ok rồi. Ok rồi, nó chết rồi. Ôi chứ tôi không đẹp trai, mấy bạn thấy mình đẹp trai không? Ok rồi. Tôi nghĩ là bên dưới chắc là còn Sam ơi, tại cái này tôi thấy đến mười mấy đến hai đến 5-6 tầng lận, tôi nghĩ là chắc là còn nữa đó. Ui. Con này nhìn cái bộ ghê hơn mấy con trên đây nữa nè nha. Tự đi xuống coi. Ui. Trời ơi. Ôi mấy con này nhìn mặt nó ghê quá. Con trâu mặt ngựa. Trời ơi. Khoan. Đánh từ từ thôi. Đau quá. Từ tôi uống thuốc vậy đây. Mấy con này. Mày. Con trâu mặt ngựa. Trời ơi, ghê quá. Ơi hình như mấy con này nó cũng bị BD sao, nó cứ dí tôi hoài, nó không đánh bà ta kìa. Hay là con này là sao, hay là cái con này là con gái trời. Mày lại đây. Trời ơi. Trời ơi, tôi đánh thoải mái lắm Phong ơi. Không bị giết. Trời ơi, thoải mái quá. Mày á, mày
nhờ uống cái thuốc của tôi vô cho nên là bọn nó đánh thống xin nhơ vậy luôn. Mày Ôi trời, đông lắm. Trời đông quá. Ôi, cái đám này ha, mà mỗi đứa nó đấm tôi một cái thôi chứ tôi cũng chết quá. Trời. Ôi, nó có đuổi tôi nè, trời. Ui, nó có đuổi tôi nè. Mày lại đây. Đánh cho mày luôn. Ôi, trời. Đâu quá. Trời, tôi uống thuốc kìa đã. Trời, tôi uống miếng nữa. Mày. Bay cho tôi mày tôi uống thuốc hả? Mày nè. Mày lại đây, tao có kiếm kim cương. Có kiếm kim cương, có giáp kim cương cho nên tao không sợ mày đâu. Yêu quái. Ôi trời ơi, Sam ơi, nó bao vây tôi rồi nè. Mày lại đây. Đầu trâu mặt ngựa. Đó. Nhưng mà tôi để ý nha, hình như cái thuốc của tôi chế ra mạnh lắm hay sao mà nó quýnh tôi không suy nhơi luôn nè, mất có mấy máu à. Trời ơi, yếu xìu. Mày lại đây, kim tự tháp tự có gì ghê gớm, nó hóa ra chỉ là mấy con yếu xìu như tụi mày. Tụi mày lại đây. Trời ơi, hết rồi. Trời ơi, có mấy con quái yếu nhớt mà làm tưởng là kim tự tháp này có gì ghê gớm lắm. À, trời em. Ok, ở dưới đây có gì, sống có gì vậy? Ui. Wow. Quả trứng. Bị lật ngược. Trời ghê hả? Một quả trứng nè, anh em ơi, một quả trứng rồng. Ui, quả trứng rồng này nó lại có màu vàng với màu xanh Sam ơi. Wow. Hình như đây là trứng sa mạc nè, cho nên nó có cái màu vàng nè. Ủa, hình như cái này mà phải màu vàng, hình như là màu cam mà. Thôi kệ, cam gì cũng được, nói chung là nó là trứng của sa mạc đó. Ok thôi, bây giờ mình sẽ lấy nó về nha. Ok, lấy đào mình đào ra. Ok, bây giờ mình sẽ đem nó về nha anh em. Dừng lại. Ủa, tiếng ai à? Ôi, không biết. Đào. Sam. Gì vậy, đang đào. Dời. Có hai con quái vật. Đầu trâu mặt ngựa, mặc bộ đồ màu vàng, nhìn ghê quá. Ôi. Ủa, mấy con này là hình như cũng là quái luôn á Sam. Mình phải tiêu diệt nó mình mới lấy được quả trứng rồng. Trời, cẩn thận nha, con này nó vậy sao mình giết được to. Con này tính ra con này nó bự gấp mấy lần con kia luôn á, mà nó còn mặc thêm cái bộ áo giáp gì nữa kìa, nhìn ngầu quá. Ôi, có trứng lấy kìa. Sam đánh. Ê, bây giờ Sam đánh con nó nha. Tôi đánh con bên đây. Ok như vậy chưa? Đấy. Trời. Chết nè. Hay là đây. Ây da. Ui, con này quýnh mạnh lắm. Con này quýnh mạnh lắm á. Chừng nha. Ơi, hết máu rồi. Mày nè, mày á. Mày nè. Mày lại đây. Ê à, mày đánh tao hả? Mày đánh tao. Ui, nhảy vào đánh nè. Ui giời, sao nó trâu vậy? Lại đây. Mày lại đây. Lại đây. Trâu mặt ngựa thôi. Đánh mày luôn á. Mày lại đây. Tưởng tao sợ mày hả? Ui, đau quá. Có sao không? Sao không? Mày đánh sao mà? Đánh sao mà? Đánh ra mày. Trời ơi. Mạnh quá. Ôi, con này nó khỏe quá, nó khỏe hơn mấy con kia nên mình đánh chút xíu nó chết à. Ôi trời ơi, tôi còn có năm mấy máu à. No, tôi uống thuốc rồi đã. Chém một cái mà giảm 80 mét nè. Hây, sao nó. Ôi. Chết rồi. Ôi nó mạnh. Ôi, chết rồi. Chết chưa. Ôi hình như đây là hai cái con mà nó canh gác cho cái không. Tam ơi, tôi nghĩ không phải là chùm cuối đâu, chùm cuối là chỉ có một con thôi, con này đến hai con lận. Tôi nghĩ con này chỉ là cái con canh gác thôi. Ui Sam ơi, tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nên lấy cái quả trứng rồi chúng ta chạy lẹ đi. Thôi con chùm cuối nó xuất hiện còn lâu mới đánh lại nó. Lấy cái quả trứng nhanh. Ok, để tôi đào lấy cái quả trứng nè. Ok. Ôi, hình như ở đây nó có cả vàng nữa nè. Tí nữa chúng ta đào, ta lấy mấy cái lóc vàng vậy luôn. Ê Sam, phụ tôi với bà đào cục bên kia, phụ tôi. Này à. Ok. Đào đi. Trời, chúng ta phải đào bằng tay thôi chứ giờ còn gì đâu mà đào. Ôi. Ê, bỏ lâu quá, từ để xem coi trong người tôi có gỗ phải. Có gỗ nè. Bây giờ tôi sẽ làm cái cúp bằng gỗ đi. Ok. Tôi sắp đào được rồi. Sắp rồi. Cố lên. Từ. Tôi làm được mà. Để tôi xem coi, bây giờ sẽ làm một cái que nè. Ok, sau đó tôi sẽ làm một cái cúp. Rồi, ok, tôi đã có cúp rồi nè, bây giờ tôi sẽ đào cho nhanh. Cũng hành, cũng không nhanh lắm nha, đào tính ra cũng chậm rì yeah, à.
đào rồi. Ok, tôi đào bên đây nè. Khỏi đi một bên thôi cũng được à. Tính ra tôi làm cái cúp bằng gỗ vô dụng ghê luôn, không được gì cả. Dục. Trời ơi, làm okay. Xong. Wow, đã xuống. Tôi đẩy cái quả trứng ra. Ui, quả trứng rồng thứ ba của chúng ta nè Sam ơi. Trời ơi, con rồng sa mạc. Trời ơi, ghê vãi. Wow, trời ơi. Tính ra cái quả trứng này nhìn nó đẹp hơn mấy cái quả trứng kia luôn Sam, tại vì nó có màu vàng á, nhìn y như là một cái quả trứng làm bằng vàng luôn. Ghê thiệt. Ok, thôi chắc là giờ tôi với bà đem cái quả trứng này về nhà là ấp là chắc là sẽ ra được thêm một con rồng nữa Sam. Đúng rồi. Ủa, mà con rồng này tính ra rồng sa mạc thì tính chúng ta phải ấp bằng cái gì bây giờ? Rồng lá chúng ta ấp bằng lá, rồng nước chúng ta ấp bằng nước. Ấp bằng cát. Trời ơi. Cát hả? Ok, tôi sa mạc xem nè. Ok, tôi xem tôi làm cái sản nè, cái sản nè. Ok, đây cho bà một cái sản nè, bà đào cát phụ tôi đi. Đây là sản sản vàng á. Sản vàng này là đào là xịn lắm luôn á, bà đào thử đi. Ui rồi. Đó, được không? Đào xịn không? Ui. Trời ơi. Đó, đào đem về để nuôi con rồng này. Ít okay. Thôi, nhiều quá vậy. Vừa thôi. Đó rồi, okay, như đây đủ rồi, cũng quá trời luôn chứ còn phải ít đâu. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đem cái quả trứng này về nha. Ơi Sam, tính ra giờ tôi nghĩ là tôi với bà cũng núp ghê luôn á. Sao? Tính ra tôi với bà leo lên trên tầng cao xong nhảy xuống tầng chi chúng ta tính là chúng ta đập cái này chúng ta đi vô cũng được mà nè. Đâu? Tính là tôi với bà chỉ cần đứng dưới đây đục cái này xong đi vô giết mấy con quái vật là lấy được quả trứng. Tôi bà leo kia chi cho đánh nhiều quái vật cho đỡ. Vừa lấy lấy liếng rồng mệt quá luôn á. Trời ơi, trời thôi chạy đi, bây giờ mình đẩy cái quả trứng đi ra ngoài đi. Thôi, tính ra trời. Tôi với bà giờ mới nghĩ tới chuyện này ha. Trời. Ok, đẩy nó ra, đẩy ra. Đá nó ra đi. Trời. Trời ơi, trứng rồng mà bả làm như cái trái banh vậy trời, bả tưng. Ok. Rồi. Sút nó ra ngoài. Sút. Yeah. Okay. Rồi ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ đem cái quả trứng rồng này về nhà nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy Đào để subscribe ủng hộ cho Sammy Đào Oxin cao cấp của chúng ta nha. Ok. Đây. Ok, và các bạn cũng đừng quên là đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero đó nha. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt. Bye bye.